Tin giáo xứ Cao Xá. Giáo xứ Cao Xá mừng lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Chủ nhật ngày 3 tây tháng 6 năm 2018, Cộng đoàn Giáo xứ Cao Xá hân hoan, long trọng tổ chức thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Đặc biệt hơn là 55 em thiếu nhi trong giáo xứ được rước Chúa lần đầu. Để chuẩn bị cho ngày lễ này, 55 em thiếu nhi đã được các cha giải tội lần đầu tiên vào sáng thứ Bảy để chuẩn bị tâm hồn cho các em đón nhận mình và máu Thánh Chúa. Cha Phó chia sẻ, trên thế giới, từ xưa đến nay, có rất nhiều phép lạ thánh thể đã xảy ra. Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã nhiều lần làm phép lạ như vậy. Người hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, người hóa bánh ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn, người lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, người bẻ bánh cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Đây là bí tích tình yêu, vì chính Chúa Giê-xu đã lấy máu và thịt người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Với giây phút linh thiêng của phần hiệp lễ, 55 em được rước Chúa lần đầu, quả thật là hạnh phúc đối với các em và chính gia đình của các em. Đây là lần đầu tiên các em được rước Chúa ngự vào tâm hồn. Ước chi nhờ mình và máu thánh sẽ biến đổi các em, giúp các em trở thành người con ngoan, hiếu thảo, người thiếu nhi tốt nơi gương Thầy Giê-xu Chí Thánh, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và thánh đức.